Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin hôm nay là tin mưa lớn và cảnh báo lốc sét, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hòa Bình. Đêm qua và sáng nay ngày 13 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm. Riêng phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Chi Lê, Hòa Bình 87 mm, Nam Định 57 mm, Đô Lương Nghệ An 115 mm, Vinh Nghệ An 240 mm, Hà Tĩnh 202 mm, Hương Khê Hà Tĩnh 144 mm. Dự báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 nên trong ngày hôm nay ngày 3 tháng 6 ở đồng bằng Trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tượng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm. Từ chiều nay đến sáng mai ngày 14 tháng 6 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 120 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hòa Bình. Riêng khu vực Hà Nội ngày hôm nay ngày 13 tháng 6 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tiếp theo là tin cảnh báo lũ sét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Từ nay đến ngày 14 tháng 6, mực nước thượng nguồn sông La, Hà Tĩnh tiếp tục lên. Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ trên từ 2 đến 4 mét. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Nguy cơ ngập úng cục bộ các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như tỉnh Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Thanh Sơn, Hòa Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh Nghệ, tỉnh Nghệ An. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau có lúc có mưa rào và dông, sáng sớm gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sau giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ chiều có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió mạnh cấp 4. Riêng khu vực đồng bằng sáng sớm gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10. Sau giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Phía Bắc gió mạnh cấp 4, riêng Thanh Hóa sáng sớm gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10. Sau giảm dần, phía Nam gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển các vịnh Bắc Bộ sáng có mưa bão, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Sáng gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sau đó giảm dần biển động rất mạnh. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ sáng có mưa bão, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 4 đến 10 km giảm xuống còn 2 đến 4 km trong mưa bão. Sáng có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sau đó giảm dần biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa từ 10 km giảm xuống 10 km trong mưa, gió nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía tây bắc ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Riêng vùng biển phía tây bắc ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.